Đến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với trung tâm thương mại Lion City. Trung tâm thương mại này thì nằm trong tòa, các cái tòa thương mại hả? Máy bán quà. Máy bán quà này. Mình còn đi vòng nữa hay là lên luôn? Đó. Nếu mà ăn uống gì thì ăn ở đây. Kem nữa. Dưới đây thì có cả quán cà phê. Trung tâm thương mại này có 2 tầng hầm và 2 tầng hầm để xe và 2 tầng hầm để bán. Để bán hàng. Trong đó có cả hàng ăn rồi các cái mặt hàng về thời trang. Nói chung là có tất cả các mặt hàng quý vị. Và khi vào đến đây thì lúc nào cũng bật điều hòa cho nên chúng ta thấy rất là mát. Quán cà phê 2 lần. Một trong những cái thương hiệu mà Duy thấy rằng ở Hà Nội thì rất là đông khách. Vào trung tâm thương mại đây chúng ta có thể ăn uống này, mua sắm này, xem phim này, các trò chơi của trẻ con này, rất là nhiều các cái dịch vụ. Trung tâm thương mại này thì được tập đoàn Vingroup xây dựng. Vingroup thì do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập và điều hành. Hả? Tai nó dựng lên đúng không? Wow, những bộ tóc giả này. Trước bố mua một bộ. Nhưng mà nó hơi xù. Siêu thị to nhỉ. Quý vị ở đây cũng là một trong những địa điểm đáng đến dành cho gia đình và các bạn trẻ nếu mà muốn đi khám phá và tham quan Hà Nội. Một trong những cái thành phố ngầm rất là nhiều các món ăn, từ những cái món ăn truyền thống của dân tộc đến các cái món ăn Tây, món ăn Hàn Quốc, món ăn Nhật rất nhiều, và có cả món ăn Thái. Vào đến đây thì mọi thứ đều sang trọng và sạch sẽ, sáng sủa nên là mọi người cũng cảm giác là văn minh hơn, cho nên là rác cũng không thấy xuất hiện ở đây mặc dù cái lượng người đang ra rất là đông. Thôi cứ dạo thôi, chỗ đầu 4 này là từ vừa nãy mình đi này. Đi sang đây đi lên tầng 2 này Phương này. Mẹ đã rồi. Đi lên tầng 2 này. Các quý vị vào đến đây thì các em bé rất là vui, thích bởi vì nhiều màu sắc này, rồi nhiều các bạn nữa. Kia ăn kem thì sang bên kia.
giác rất là gọn gàng lịch sự như thế này. Đi một đoạn thôi, chúng ta thấy có hai siêu thị Vinmark. Vinmark là một trong những cái siêu thị một trong những thương hiệu siêu thị rất là lớn của tập đoàn VinFast, gồm có Vingroup. Em không ăn gì? Sao ăn kem gì? Con ăn gì? Kem ốc quế này. Ốc quế rồi ốc quế sô cô la. Ốc quế. Đúng ạ. Gì nữa hả? Ốc quế cái bên gì? Này. Ốc quế đúng rồi đúng không? Ốc quế có mấy loại gì? Ốc quế có mấy loại à? Sơn ăn ốc quế à? Ốc quế sô cô la. Một sô cô la, hai ốc quế thôi. Một sô cô la và hai cái này. Thôi để bố bế cho. Thôi bỏ ra thôi, bỏ bố bế. Cho anh cho tôi nha. Dạ bầu lâu. Thế à? Thế hai sô cô la chị ạ. Hai sô cô la. Đây quả sơn kìa. Mấy vali ạ? Một ạ. Có kem que không chứ nữa không chị? Cho em một kem que cuống. Que thôi. Kem que, vâng, dừa cũng được, cuống được. Thế còn bao nhiêu tiền chị ơi? Vâng, vâng. Cương cầm cho anh với. Bao nhiêu tiền ạ? Rồi, con xuống con ăn nhá, để bố ăn. Rồi, ok con. Ăn không? Đưa một cái trước đó một con. Rồi, ok. Cảm ơn. Rồi, ok. Chúng ta vừa ăn kem xong, bây giờ chúng ta lại tiếp tục khám phá. Mặt hàng nhiều nhỉ? Bao la luôn. Mình có lên tầng 2 nữa không? Tùy anh, thích lên thì lên. À, đấy. Đấy thì lên đi. Lên một vòng nữa là về vừa. Đi nào. Cái thị phía này đó là tầng 2. Như Duy nhận thấy rằng có 3 tầng thôi. 3 tầng dành để
cho trung tâm thương mại. Đấy. Cô đã đi Kids City nè. Anh đi rồi. Đi đâu? Cô đi chơi Kids City á. À đấy à. Anh đi chưa? Trước có đi á. À. Thằng anh nó. Ừ. Anh có đi cô này. Đấy có gì đâu. Vâng, khu này là khu chuyên bán các đồ thể thao và có khu vực chơi dành cho trẻ em khi mua đồ ở đến đây. Wow, rộng nhỉ. Wow, nhìn đấy kìa. Cá ấm mập này. Wow, sợ quá. Bay đi, bay đi. Đứng đây á? Mình đi trượt 200 một lượt. Con biết trượt ba tanh rồi thì trượt này dễ. Chào bạn nhé. Đây. Tiếng suối và suối à, đây là cái ngọn nước này, ngọn nước kia, ngọn nước kia là mới đầu chúng mình đến đấy đúng không? À, lên kia thì lên tầng tiếp đi. Đây. Con cứ để à, em cứ để cho con nó đi bám làm gì, ở đây đi an toàn có gì đâu phải bám. À.
Lên đây là lên quảng trường. Lên quảng trường tí. Đó đây. Lên quảng trường tí rồi về nhá. Đây, ra đây là ra sảnh của Royal Suti. Wow, trăng đẹp chưa kìa. Trăng đẹp chưa con kìa. Trăng này sáng kìa. Đang ở trong mát ra đây nóng nhỉ. Đây toàn đất. À toàn bê tông. Điện mà các. Điện nên lấy đâu ra thiên nga. À. Bút không thấy thì về nhà mình mua cho gần. Bây giờ mua bố thấy và lại thấy nhưng mà nó đông lắm. Mình chờ thanh toán về nhà mình xuống ngoài bước chân là có. Cái gì nữa bố dừng xe ở đấy nhá. Không biết là có ấy không. Họ còn mở cửa không? Còn chứ. Còn thì dừng. Trời ơi, quay lại đây rồi. Ơi. Mình đi chỗ này đi vui chừng. Đi chỗ này á? À? Vui á? Đi chỗ cha cha bên này. Chỗ cha cha đấy. Chỗ cha cha là tóc màu gì? Để cho mới chìm rồi đó nha. Cho nó chìm đâu ra. Nó chưa chìm cả đời đấy. Để một trái đẹp không? Đẹp. Cái này là chưa chìm đi. Nó đi. Thưa mẹ với cô chị à. Kìa, ở ra lại cũng được. Được. Wow, đẹp nhỉ. Không được ngồi lên đấy đâu. Rồi sao con mông làm gì? Chụp mặt chứ chụp mông gì? Con tránh ra mọi người đang chụp không?
Vâng thưa quý vị, đó là những trải nghiệm của Duy ngày hôm nay tại Vincom City. Hẹn gặp lại quý vị trong những trải nghiệm tiếp theo. Nhớ nhấn like cũng như nhấn đăng ký kênh Duy Trần để khi Duy up lên những video mới nhất, quý vị và các bạn sẽ là người đầu tiên được xem chúng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị những trải nghiệm sắp tới.